giò kho sườn kho là nó giống như người Hoa vậy đó, người Hoa nấu là giò kho sườn kho là giống như cái món bò kho vậy đó, dạng những món bò kho vậy đó, thì cũng vẫn nấu bình thường thôi. Màu bò kho rồi với lại củ hành đồ tỏi rồi thôi phi vô nấu, nó đặc, nó hơi lền lền có bột xíu, tại vì để nó thấm vô cái đậu hủ tiếu thì dễ ăn hơn, còn nó lỏng thì nó không thấm vô đậu hủ tiếu. Nước lèo đặc sệt, thoảng hương quế hồi, rau sườn mềm rục, đỏ ươm. Hàng ăn nhỏ của chị Ngò, người Hoa ở quận 6 là địa điểm ăn sáng quen thuộc của nhiều thực khách quanh khu vực Phạm Văn Chí, Bãi Sậy, nổi tiếng bởi món giò sườn kho gia truyền thơm cả một góc đường. Ăn kèm mì sợi, hủ tiếu, bún gạo, giò sườn kho của chị Ngò rất được yêu mến bởi gia vị thấm vào sợi bánh, không bị lạt bởi nước lèo được nêm đậm vị. Không chỉ có giò sườn kho nước, quán còn có mì giò sườn kho khô trộn với hành phi tóp mỡ, rất bắt miệng. Không, chị không có xào, thường người ta có xào nhưng mà chị nấu ít, của chị không có xào. Thì mình xào thì nó cũng bình thường vậy thôi, nói chung là mình xào thì nó mau chín xíu, còn mình nấu bình thường thì cũng chị cũng xào màu rồi, chị đổ vô chị nấu thôi. Chiều 6 giờ mấy 7 giờ bắt đầu chị làm. Chị nấu cỡ 2-3 tiếng vậy, 2 tiếng mấy. Rồi xong hết chị tắt lửa, rồi khuya là dậy 3 giờ mấy là chị dậy chị nấu hâm lại. Hủ tiếu mì, bún mì thì cũng thường cũng có nhiều người ta ăn bánh mì, có nhiều người ta ăn gọn, ta đi ăn xong ta đi làm thì ta ăn hủ tiếu mì. Chị Ngò chia sẻ món ăn được mẹ chị truyền lại cũng là giò sườn kho, nhưng mỗi nơi lại nấu ra mỗi thành phẩm khác biệt. Giò sườn xào trước khi nấu sẽ khác với giò sườn nấu trực tiếp với nước lèo, chỉ cần thêm vào hay bớt ra gia vị nêm lại cho ra hương thơm mới. Bên cạnh giò sườn kho, quán còn bán thêm bún mì vàng Phúc Kiến cho thực khách đổi vị. Tháng này mấy năm rồi, nước lèo là ok, nước lèo ngon lắm. Bình dân, đối với người lao động là bình dân, 35.000 tôi làm có mắc. Nhiều anh, ngon anh.